Đây là một trong những cái bảng của đây, chúng ta có một cái bảng như thế này. Mã đây là đề tài, mã đề tài thứ nhất chính là DT01. Tiếp theo là cái phần lớp học, mã lớp học. Một tiếp theo là cái phần sinh viên, mã sinh viên. Thì chỗ đây chính là 08 K7 A1 và đề tài. Đề tài mã sinh viên chính là 08 K7 A1. Đấy. Chúng ta lần lượt truy xuất dữ liệu cho nó. Truy xuất dữ liệu chẳng hạn như là muốn trước tiên thì phải nói đến cấu trúc cơ bản tổng quát của một cái lệnh select là như này: select trên sách chọn, from là cái bảng chọn ta nhập cái bảng chọn vào, where là where điều kiện, tiếp theo là group by là danh sách các cột. Heading là gì? Heading điều kiện nhóm, all by các cột. Trong đó lần lượt các lần chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Riêng cái phần chúng ta còn phải hiểu một cách tổng quát là select danh sách bạn chọn, from nó sẽ lấy cái bảng chọn của nó và where là điều kiện. Bây giờ phần tiếp theo là select. Đầu tiên mình select thì nó dùng để chỉ định các thuộc tính biến thức xuất hiện trong bảng tư vấn. Thì khi cần hiển thị tất cả trường trong bảng, người ta sử dụng cái hiệu sao trong danh sách chọn thay vì phải liệt kê tất cả các cột. Trong trường hợp này, các cột phải hiển thị các bảng kết quả câu truy vấn sẽ tuân theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong bảng cấu trúc. Như là select. Trong sinh viên đấy chẳng hạn như thế, đây nó sẽ truy vấn hết tất cả các sinh viên, đây có bao nhiêu sinh viên thì nó sẽ có ba cột sinh viên thì nó sẽ hiện ra bấy nhiêu cột. Đó. Ở đây thì nó bị lỗi phong, chúng ta thấy này, đây thiết kế họ và tên thì thiết kế kiểu nờ cha, mở trang 100 nhóm. Đấy. Thì có như thế thì nó mới hết lỗi được. Và cái lệnh tiếp theo thì lệnh from, tìm hiểu lệnh from. Lệnh này nó sẽ chỉ định các bảng
cần truy xuất dữ liệu. Có liên quan đến câu truy vấn. Ví dụ như ta có lệnh sau. Select mã sinh viên. Mã sinh viên. Họ tên. Họ tên sinh viên. Đấy. Từ ta lấy từ cái bảng sinh viên ra. Đấy. Thì kết quả ta sẽ được như sau. Đấy. Nó sẽ lấy họ tên, lấy mã sinh viên. Đấy. Từ cái bảng sinh viên này ra. Ta có sở thể sử dụng bí danh. Bí danh chẳng hạn như là tên bảng, tên bảng chấm tên bí danh. Đấy. Ví dụ như là ta gắn bí danh SV cho bảng sinh viên thì ta làm như sau. Select chọn tất cả. Đấy, chọn tất cả thuộc tính từ bảng là sinh viên và ta gắn nó chính là sinh viên. Ta chạy thử. Đấy. Như vậy cái bảng này nó không còn là cái bảng sinh viên nữa mà nó là SV. Đây chúng ta xem. Chúng ta gắn bí danh cho nó. Đấy. Và một điều lưu ý tiếp theo đó là chẳng hạn như là đúng rồi, câu điều kiện quen. Mệnh đề where trong Select thì được sử dụng nhằm để xác định các điều kiện. Các điều kiện. Đối với việc truy xuất dữ liệu. Truy xuất dữ liệu sau mệnh đề where là một biểu thức logic logic. Đấy. Và những dòng dữ liệu nào thỏa mãn điều kiện được chỉ định mới thì nó mới được hiển thị, nếu mà nó thỏa mãn thì nó mới hiển thị thôi. Bây giờ ví dụ như là hiển thị mã số sinh viên chẳng hạn là hiển thị này.
những thầy mã số sinh viên đã thực tập cái đề tài có mã là DT02. Thì đối với câu lệnh này ta thấy là ta còn phải truy xuất cái bảng là bảng nào, đó là bảng sinh viên đề tài hiển thị gì, hiển thị mã số sinh viên đấy, và cái mã nó bắt buộc phải là gì, là DT02. Ta xem thử cái bảng này nó đã có đây, nó đã có cái mã sinh viên chưa, đã có rồi. Như thế ta chỉ cần truy xuất một bảng này thôi đấy, chỉ cần truy xuất một cái bảng đó thôi. Ta làm như sau: select mã sinh viên from đề tài. Đấy, rồi ta chọn lệnh que. Mã của đề tài ta chọn mã đề tài, ta chọn cái nào, DT02. Nó cho chạy đấy thì nó sẽ hiện ra những cái mã sinh viên mà có đề tài là họ thực hiện cái đề tài là DT02. Đây, DT02 là bao gồm mã sinh viên là 08 cái mấy đấy. Đấy, rồi bước tiếp theo là cần phải sau khi thực hiện lệnh que thì ta thực hiện các toán từ so sánh. Các toán từ so sánh thì ta có là bằng, các toán từ chẳng hạn như là bằng thì nó là phép so sánh ngang bằng. Đây, nó là phép không bằng. Đây là phép nhỏ hơn hoặc bằng, không nhỏ hơn. Đây là phép không nhỏ hơn. Cũng ngược lại với trường hợp tiếp theo. Và cái phép này là nhỏ hơn hoặc bằng. Này là nhỏ hơn hoặc bằng. Đây. Bây giờ ta sử dụng toán từ phạm vi, chẳng hạn như a nó bé hơn hoặc bằng một cái giá trị nào đó, và nó bé hơn hoặc bằng b, thì
ta sử dụng toán tử là quy. Phương toán tử này được thực hiện như sau: select from đề tài ta thực hiện lệnh where. Chẳng hạn là kinh phí đi. Thì kinh phí của nó phải nằm trong khoảng từ 2.500.000 đồng cho đến 3 triệu. Đấy. Hello. Đây, cứ cho chạy nó xem nó được bao nhiêu nào. Trước còn phải có trước có cái lệnh nó between quyền. Vừa nhắc đó là quên. Đấy. Đây thì nó hiện ra cái đây, nó hiện ra đây. Nó hiện ra tất cả các giá trị của cái bảng đề tài mà kinh phí nó nằm trong khoảng từ 2.500.000 cho đến 3 triệu đồng. Toán tử tiếp theo đó là toán tử tập hợp. Toán tử tập hợp ta sử dụng toán tử in được sử dụng để chỉ định điều kiện tìm kiếm dữ liệu. Để sử dụng để chỉ định nhé. Điều kiện tìm kiếm dữ liệu. Cho câu select là một danh sách các giá trị làm lên danh sách các giá trị. Đấy. Sau in hoặc là not in thì có thể làm danh sách các giá trị hoặc là một câu lệnh select khác. Ta chẳng hạn như là để biết danh sách các đề tài có kinh phí bằng 2 hoặc 3 triệu đồng thay vì ta sử dụng câu lệnh O thì người ta sẽ sử dụng cái câu lệnh sau. Chẳng hạn như là các người ta đưa ra các đề tài có kinh phí là 2 hoặc là 3 triệu đồng. Thì người ta sử dụng câu lệnh sau: select
prompt data where người ta sẽ lấy từ cái bảng đề tài và kinh phí của nó phải đấy. Kinh phí nó nằm trong khoảng từ 2 đến 3 triệu để ta chạy này. Đấy, kinh phí nó nằm 2 đến 3 triệu. Toán tử tiếp theo nó là toán tử line. Toán tử này thì được sử dụng trong câu select nhằm để mô tả khung dạng dữ liệu cần tìm kiếm và chúng ta từng kết hợp với phần trăm để chỉ cái chuỗi ký tự bất kỳ, dấu gạch ngang để chỉ chuỗi ký tự bất kỳ chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là để cho biết danh sách các sinh viên của họ bắt đầu từ ký tự thì người ta sẽ thực hiện như sau: select from sinh viên. Đấy, người ta lấy từ sinh viên và người ta sẽ thực hiện lệnh where họ tên sinh viên, người ta lấy nó lấy có cái chữ L đằng trước đi. Đấy. Họ Lê, họ La, họ gì đấy. Thì sau khi chạy nó sẽ có dạng như thế này. Đấy. Vừa rồi là cái bài học cơ bản SQL và có nhiều cái câu lệnh khác nữa, nó nằm ở cái video sau, nó nằm ở bài những cái học tập sau của trường.